top 7 chòm sao luôn quan tâm người khác thật lòng nhất. Trong những chòm sao quan tâm người khác thật lòng nhất, có những người chúng ta tưởng rằng họ ích kỷ, dữ dằn, nhưng thực tế là họ không giỏi trong cách thể hiện tình cảm của mình qua lời nói và hành động mà thôi. Dưới đây là 7 chòm sao luôn quan tâm bạn thật lòng nhất. Nếu có họ bên cạnh hãy biết trân trọng. Hạng nhất, chòm sao cự giải, luôn thể hiện sự quan tâm. Được coi là chòm sao giàu lòng trắc ẩn nhất, trong số 12 cung hoàng đạo, những người thuộc cung cự giải, rất đồng cảm và quan tâm tới những người xung quanh mình. Họ luôn hỏi han, lắng nghe xem vấn đề của mọi người là gì, và nhanh chóng hỗ trợ khi cần, mà không hề đòi hỏi, hay yêu cầu ai đó phải đáp trả. Vì thế, nếu một ngày bạn lo lắng rằng, tại sao không ai chân thành với mình, thì đừng quên rằng bạn, đang có người bạn cung cự giải đấy thôi. Trong những thời điểm tồi tệ, bạn có thể tin tưởng, nhờ đến sự hỗ trợ của họ. Là người thấu hiểu và đồng cảm, cự giải sẽ không phán xét, mà luôn ở đó khi bạn cần. Họ sẽ quan tâm đến bạn, theo cách mà không ai có thể làm được. Tất cả chúng ta đều cần một cự giải trong đời, để thấy ý nghĩa thực sự của độ tin cậy. Chẳng ai có thể nghe bạn chút bầu tâm sự vào 2 giờ sáng, khi bạn muộn phiền ngoài cự giải đâu. Họ sẵn sàng quan tâm, chăm sóc bạn cho đến khi bạn lấy lại được niềm tin cuộc sống. Có thể nói, họ là chòm sao quan tâm người khác thật lòng nhất. Cách họ thể hiện không hề màu mè, chỉ giản dị thông qua lòng trắc ẩn và sự đáng tin cậy mà cự giải có thể trao cho mọi người. Nếu bạn may mắn có một cự giải là bạn bè, người thân, đồng nghiệp, chắc chắn bạn đã được trải nghiệm sự chăm sóc và lòng trắc ẩn của cung hoàng đạo đáng yêu, chu đáo này. Hạng 2, chòm sao xử nữ, hay chỉ trích nhưng đáng tin nhất. Không phải ai cũng cảm thấy xử nữ dễ gần, thậm chí có không ít người ác cảm với chòm sao này. Thế nhưng, một khi xử nữ yêu quý bạn, họ sẽ là một trong những người đáng tin cậy nhất trong số bạn bè, người thân của bạn đấy. Cho dù với tính cách của mình, họ thường hay phán xét hoặc khắt khe quá vì luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Nhưng ngay cả khi họ chỉ trích bạn đi chăng nữa, cũng chỉ là bày tỏ cảm xúc hay suy nghĩ nhất thời mà thôi, chứ họ không hề ghét bỏ bạn. Xử nữ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh để hỗ trợ khi bạn cần. Họ cũng rất đáng tin cậy, sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật khi mà bạn đã tâm sự, chia sẻ với xử nữ. Họ có thể nổi cơn thịnh nộ nếu bạn đánh thức họ khỏi giấc ngủ trong trường hợp khẩn cấp và nổi điên khi bạn chọc tức họ, nhưng sẽ không rời bỏ bạn vì bất cứ lý do gì. Trong số những người mà bạn gần gũi, xử nữ thực sự là một trong những cung hoàng đạo đáng yêu nhất. Họ có thể cáu kỉnh về mọi thứ, nhưng khi cần, họ sẽ sẵn sàng xuất hiện, không nề hà việc gì, thậm chí là cùng bạn đi đánh ghen. Họ là kiểu người sống tình cảm, luôn hướng về gia đình, hết lòng vì con cái, người thân, đồng nghiệp và cả những người bạn thời thơ ấu của mình. Nếu giàu có, nổi tiếng, xử nữ càng thích làm việc thiện, họ cũng đã giúp đỡ người dân đất nước của mình bằng những khoản đóng góp hào phóng khi cần thiết. Hạng 3, chòm sao thiên bình, giàu lòng nhân ái nhất. Họ rất coi trọng các mối quan hệ và sẽ nỗ lực hết mình để giúp đỡ những người họ yêu thương. Thiên bình là những người đặc biệt quan tâm tới cảm xúc của người khác. Họ sẵn sàng vì người khác, tức là đặt lợi ích của những người xung quanh bên cạnh lợi ích của bản thân. Điều tuyệt vời nhất ở thiên bình là họ không bị mắc kẹt trong quan điểm của bản thân. Họ nhìn mọi thứ theo quan điểm của mọi người, điều này khiến họ trở thành một người rất giỏi trong việc chăm sóc người khác. Họ là một trong những chòm sao quan tâm người khác thật lòng nhất mà bạn có thể hoàn toàn tin tưởng. Thiên bình quan tâm đến cảm xúc của người khác hơn là cảm xúc của chính họ. Nếu một người bạn thân không khỏe, phải nhập viện, họ sẵn sàng bên cạnh hàng giờ nếu cần. Dường như bẩm sinh họ đã có được lòng trắc ẩn như thế, con người của họ thật ngọt ngào với trái tim nhân ái. Hạng 4, chòm sao song tử, có trái tim bao la nhất. Song tử vui vẻ, hào sảng, nhưng đừng vội cho rằng họ vô tâm và không quan tâm tới mọi người. Họ thường là những người hiền lành, tốt bụng, thông minh và có sự thích ứng nhanh chóng. Với cá tính độc đáo, song tử luôn có những cách lập dị để hoàn thành công việc. Nếu bạn quá mắc kẹt vào các quy tắc và phương pháp, hay gặp một vấn đề khó giải quyết, bạn có thể nhờ đến song tử để sử dụng tư duy kỳ lạ của họ, đưa ra các giải pháp tuyệt vời hỗ trợ bạn. Chòm sao này biết quan tâm bạn một cách thiết thực nhất. Khi bạn yêu cầu họ giúp đỡ, song tử có thể vì kẹt xe, đến muộn, nhưng không vì thế mà họ từ chối, cuối cùng họ sẽ vẫn đến hỗ trợ bạn. Họ luôn được mọi người yêu mến, quý trọng, vì luôn hòa đồng, cởi mở, sẵn sàng chia sẻ và an ủi những người xung quanh. Họ luôn đối đãi tốt với người thân,
bạn bè và kể cả những người mới quen chưa kịp thân thiết. Họ không tiếc gì với những người họ cho là xứng đáng và luôn giúp đỡ hết mình. Đối với những hoàn cảnh cơ nhỡ, họ sẽ sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Hạng 5, chòm sao song ngư, cung hoàng đạo vị tha nhất. Song ngư điển hình cho tuýp người sáng nắng chiều mưa, cảm xúc của họ dễ dàng lên xuống, tùy vào thái độ của bạn. Họ sống vì trái tim chứ không phải vì lý trí. Chẳng ai có thể nghi ngờ sự vị tha của song ngư, thậm chí họ còn bị lợi dụng vì lòng tốt của mình mà không biết. Họ rất ngại nói lời từ chối, thậm chí khi ai đó yêu cầu sự giúp đỡ, song ngư sẽ ngay lập tức nhảy vào lửa cứu người ấy ra. Lời khuyên dành cho song ngư đó là, bạn cần nhớ rằng, trong công việc, nếu tha thứ cho đối thủ, có thể người ta vẫn hãm hại mình lần nữa, cần phải hết sức cẩn thận. Song ngư là người sẽ đặt nhu cầu của bạn lên trên nhu cầu của họ, khi họ được yêu cầu, đây là một đặc điểm không nhiều người có được, và khiến họ luôn trở nên rất đáng tin cậy trong mắt mọi người. Song ngư có trực giác tốt, nên họ khá chắc chắn về những việc cần làm để giải quyết một vấn đề. Vì thế, nếu một ngày bạn rơi vào tình huống khó xử, hãy gọi cho song ngư, bạn sẽ lập tức có ngay câu trả lời. Hạng 6, chòm sao kim ngưu, cung hoàng đạo tốt bụng nhất. Nhiều người lầm tưởng rằng, kim ngưu là chòm sao ích kỷ, chỉ nghĩ tới lợi ích của mình, nhưng thực ra chúng ta đang đánh giá sai về họ mất rồi. Kim ngưu luôn là những người bạn hiền lành, tốt bụng, nhiệt tình với mọi người. Họ không để bụng, cũng chẳng mấy khi ghét bỏ, gây hấn với ai bao giờ. Họ thường cố gắng giúp đỡ mọi người khi có thể, thậm chí, nếu không thể giúp được, thì kim ngưu sẽ cảm thấy vô cùng áy náy và buồn bã. Thực tế là, kim ngưu trở thành một điểm tựa vững chắc cho những người họ quan tâm. Những người thuộc chòm sao này thường tạo ra một môi trường ấm áp và yêu thương cho những người gần gũi nhất với mình. Họ là cung hoàng đạo tốt bụng và thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của mình với mọi người thông qua những cử chỉ chu đáo, đồng thời nhắc nhở họ về điểm dừng, đảm bảo người thân, bạn bè luôn cảm thấy thoải mái trong mọi tình huống nhất định. Hạng 7, chòm sao hổ cáp, cung hoàng đạo hiểu chuyện nhất. Giống như hai cung hoàng đạo nhóm nước là cự giải và song ngư, hổ cáp cũng là một trong những chòm sao quan tâm người khác thật lòng nhất. Mặc dù những người thuộc cung hoàng đạo này thường bị hiểu lầm là hung dữ và tàn nhẫn do thái độ hay thay đổi, đôi khi độc đoán hoặc ác khẩu, thế nhưng trên thực tế, hổ cáp quan tâm mọi người thật lòng. Họ cực kỳ ghét sự giả tạo, nịnh bợ, lấy lòng người khác để đạt được những điều mình muốn. Hổ cáp luôn trân trọng những tình cảm chân thành và luôn thể hiện cư xử đúng với con người, tính cách thật của mình. Bạn nên thông cảm cho hổ cáp rằng họ có thể dựng lên những bức tường xung quanh cũng chỉ để bảo vệ cảm xúc của mình vì nỗi lo sợ bị tổn thương. Thế nhưng bên trong, họ chỉ là những người yếu đuối, thấu cảm nỗi đau hay nỗi khổ của người khác. Hoặc đôi khi chòm sao này tỏ ra hơi khó tính, nhưng một khi ai đó khiến họ đủ tin tưởng và thân thiết, thì lúc này họ sẽ cố gắng trân trọng, làm tất cả để duy trì mối quan hệ này. Mặc dù hổ cáp không phải lúc nào cũng biết dùng lời nói để bày tỏ cảm xúc của họ, nhưng bản chất thấu hiểu và quan tâm của họ lại thể hiện qua hành động thiết thực.